lô thôi. Nếu mà dùng một thời gian nó hay bị chập chờn, bác em muốn sang bộ ở chính hãng thì em sẽ tháo và lắp bộ chính hãng như sau nhé các bác. Xin chào các bác, lại là em Tám Thợ Khóa đây. Thì hôm nay em sẽ thực hiện một cái ca chuyển đổi từ khóa Smart Key. Bộ này thì bác khách hàng ấy, bác lắp một bộ không biết là khóa gì đó, thì dùng một thời gian sau, không phải hàng Honda nhé các bác, đó là khóa lô thôi, thì một thời gian sau là dùng thì nó hay bị chập chờn đó. Thì bác có nhu cầu sang bộ khóa Smart Key Honda chính hãng đây, chính hãng nút của SH nhé các bác, đó hay và chìa ba nút của SH này, đó nguyên tem túi nhé. Và cái bộ cũ này này thì em cũng không biết nó là hàng gì, nó là hàng lô thôi. Nếu mà dùng một thời gian nó hay bị chập chờn, nó bác em muốn sang bộ ở chính hãng thì em sẽ tháo và lắp bộ chính hãng như sau nhé các bác. Ok, thì em vừa ráp xong cái bộ khóa Honda chính hãng vào rồi nhớ các bác. Thì như bên em ấy, điện đóm ấy thì 100% nó là zin, 100% từng sợi dây cho các bác luôn đó. Dây dợ thì nó có rắc cắm hết nhá, đó rắc cắm và cái cao su chống nước này đó. Đây rắc xi nhan này, nó sẽ có lai ra hai đầu đó, đối đầu ra của bác là hai cái rắc trắng này, rút đôi ra thì cắm hai cái rắc đen của em vào là xong đó. Ok, nó chỉ có vậy thôi. Còn SCU nó là mã K01611 nhé, để bên này nhé. Còn dây này là của dây còi, không phải dây của khóa đó. Còn cầu chì làm chìa để làm trên này đó. Thì em sẽ vào xong cái ím ngực, xong em sẽ review tính năng cái bộ khóa Smart Key Honda chính hãng này cho các bác xem nhé. Đó. Ok. Thì sau một hồi lắp thì em đã lắp xong rồi nhé các bác. Thì em review tính năng của bộ khóa Smart Key Honda nhé. Đó, thì nó sẽ có 3 nút này. Đầu tiên là on off này, thứ hai là chống trộm và chống dắt này, thứ ba là tìm xe ông bãi. Đó, cái nút hình chìa khóa này nó sẽ có 2 chức năng này. Các nhìn vào cái đèn này này, màu xanh là on, còn giữ 3 dây chuyển ở trong màu đỏ như này là tắt chìa này. Tắt ấy thì dí vào sai gần, tức là dí vào cái ổ khóa này này, nó sẽ không có tác dụng gì hết. Nó cố tình vặn sẽ có vòng vòng. Đó, ok. Cái chức năng thứ hai này, các bác muốn đi này, chỉ cần giữ 3 dây chuyển ở trong cái màu xanh, muốn đi này, dí ổ khóa sáng, đánh thức lên một cái này, vặn lên xít mà cốp này xăng này. Đó, cốp và xăng nhá. Đấy, các bạn lại nấc nữa là chữ Y này, có điện ở trên đồng hồ. Đó, trên đồng hồ này sẽ để máy đi bình thường. Đó, không đi nữa, các bác lưu ý cho em này, không đi nữa thì vặn núm về số 0 này này, hoặc là khóa cổ lại cho em. Đó, ok. Xong cầm remote này này, di chuyển ra ngoài 2m thì 3 giây sau là tự động nó khóa lại. Đó, nó nhảy 4000 kêu tít cái như thế là tự động nó khóa lại nhá. Các bác không cần phải bấm cái gì ở cái remote này hết. Đó, cái chức năng thứ hai là chống trộm và chống dắt này. Hình cái loa này nhá, nút thứ hai này này, bác để xe ngoài đường hoặc bất cứ chỗ nào cảm thấy không yên tâm thì mình có thể khóa cổ lại, hoặc không khóa cổ cũng được, để nấc này cũng được, không sao hết. Xong bấm vào loa một cái kêu một tiếng và xác nhận là một tiếng nữa này. Đó, như thế là cho bác đụng vào xe này, nhảy 4 xi nhan mà nó kêu lên trong vòng 10 giây. Đó, hết 10 giây mà các bác không tác động vào xe nữa thì nó sẽ tự động nó tắt đi tạm thời. Đó, nó tắt đi tạm thời như này, các bác đụng vào xe nó lại kêu tiếp này. Đó, kêu tiếp trong vòng 10 giây cứ lặp đi và lặp lại như thế. Ok, các bác có cảm thấy phiền quá thì các bác có thể bấm vào cái loa một cái này. Đó, đụng vào xe nó sẽ không kêu nữa. Đó, ok. Còn đây là tìm xe ông bãi này, nhảy 4 xi nhan mà sáng ổ khóa và nó kêu lên. Đó, tìm xe ông bãi. Còn cái ID này này, các bác phải lưu lại cho em, sau này mất chìa em sẽ dùng cái ID này làm lại chìa cho các bác bình thường luôn. Ok, là chính hãng Honda 100% nha các bác, bảo hành 12 tháng, bao check toàn Việt Nam luôn ạ. Các bác nào có nhu cầu thì qua trực tiếp cửa hàng 196 Nguyễn Lân, Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc liên hệ số điện thoại 0912 826 444. Cảm ơn các bác đã xem video.